Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh kiến thức máy tính 24 giờ. Thì các bạn nhìn thấy nè, khi khởi động cái máy vi tính lên á, nó sẽ xuất hiện một cái hình, một cái logo lạ một cái logo mà mình không mong muốn như các bạn. Thí dụ trong trường hợp này khi khởi động lên xuất hiện cái hình của Messi nè, cầu thủ Messi á, đó. Khi các bạn đi cài Windows hoặc cài máy lại á thì vô tình nó sẽ mặc định những cái hình ảnh mà mình không mong muốn á thì để thay đổi lại những cái hình ảnh đó đấy các bạn hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn nha thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thay đổi cái ảnh và cái tên của cái user nha các bạn thay đổi cái ảnh và cái tên đầu tiên là mình thay đổi cái hình ảnh nha ảnh mà mình không muốn để mình đổi bằng cái ảnh khác nha các bạn. Các bạn click vào cái star nè. Click uh, chuột trái nha, vào cái biểu tượng star nè. Đó các bạn thấy cái hình của user nè, Messi nè. Click vào nha các bạn, click trái vào nha. Các bạn click vào á nó sẽ hiện lên ba cái mục sign out là thoát khỏi tài khoản hay là lock, cái tiếp là change account setting, chọn cái dòng change account setting nha các bạn. đó nó hiện lên cái bảng do info, cái thông tin của user á, đây là Messi nè, cái hình của ừ. danh thủ Messi nha các bạn. các bạn không thích cái hình này muốn đổi cái hình theo cái ý của mình á thì nếu mà cái máy của bạn có gắn cái camera nha các bạn nếu như cái máy mình có gắn cái camera đó thì mình lít vào cái dòng camera nè mình chụp cái ảnh mình trực tiếp vào không thì mình chọn cái mục ở dưới nè RAW for one nha các bạn RAW for one để chọn cái ảnh lưu từ cái máy vi tính đó chọn cái dòng thứ hai nha đó RAW for one chọn vào cái thư mục mình lưu cái ảnh ở đây mình lưu ở trong desktop nè mình chọn cái biểu tượng của kiến thức máy tính 24 giờ nha click vào đó, nó bắt đầu nó đổi cái ảnh nha các bạn vậy là mình đổi xong cái ảnh nhớ nha các bạn nó có hai cái mục nè tạo cái ảnh nè tạo cái picture picture là cái ảnh á dòng thứ nhất là nếu như cái máy của bạn có camera cái webcam á thì bạn lít thẳng vào cái dòng webcam nè bạn chụp cái hình của mình lưu trực tiếp vào nếu mà không có cái webcam á bạn muốn chọn cái ảnh từ cái máy vi tính á bạn chọn dòng thứ hai để lấy cái ảnh lên nha ok vậy là mình đã đổi xong cái ảnh nha các bạn tiếp theo là mình sẽ bây giờ mình sẽ vào cái star nè kiểm tra đó lúc nãy cái hình của Messi nó đổi thành cái hình cái logo của kiến thức máy tính 24 giờ nha các bạn đã đổi cái ảnh rồi nha tiếp theo là mình sẽ đổi cái tên đổi tiếp cái tên này nha các bạn cái ảnh là kiến thức máy tính nhưng mà cái tên nó vẫn còn là Messi nè đổi luôn nha bạn lít phải vào My Computer hoặc là DPC đó My computer hoặc đít pc nha các bạn chọn cái dòng thứ ba nè manage nó hiện lên cái cửa sổ computer management các bạn tìm tới cái mục local user and group tìm tới mục local user and group nha đó click vào nó sổ xuống các bạn chọn user nó lít ra danh sách user các bạn nhìn thấy trong cái danh sách này có cái user tên là Messi nè các bạn lít phải vào Messi nha các bạn chọn rename rename là đổi tên nha các bạn chọn rename để mình đặt lại cái tên khác mà mình muốn á đây mình sẽ đặt là kiến thức máy tính nha kiến thức máy tính đặt lại là kiến thức máy tính nha các bạn đó sau khi đặt xong như vậy là mình đã đổi xong cái tên nha mình ra ngoài kiểm tra nha các bạn đó nó vẫn còn là tên messi nè giờ mình sẽ lock out ra ngoài nó sẽ đổi lại cái tên nha các bạn bây giờ mình sẽ khởi động lại máy vi tính nha khởi động để mình kiểm tra xem người nó có thay đổi cái tên hay không nha các bạn thông thường thì lock out ra nhưng mà ở đây mình sẽ khởi động lại để cho các bạn dễ hình dung hơn nha Đó, nó hiện lên kiến thức máy tính, đổi cái tên và cái uh, picture luôn nha các bạn, cái hình ảnh luôn. Đổi uh, hết nha. Đó, như vậy là mình đã uh, hướng dẫn các bạn cách thay đổi cái uh, tên và cái uh, hình ảnh cho cái user nha các bạn. user đó. hình ảnh và cái tên không mong muốn á. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video nếu thấy video hữu ích nhớ bấm like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại thank you